Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đến thời điểm này, toàn tỉnh có tốc độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người lớn đạt trên 90%, là địa phương có độ bao phủ mũi 3 cao so với cả nước. Đến nay, tỉnh Hưng Yên triển khai 25 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 với gần 2,7 triệu mũi cho người lớn và trên 220.000 mũi cho trẻ em. Tỷ lệ bao phủ mũi 3 cho người lớn đạt 91,16%, mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 98,45%. Thành phố Hưng Yên là địa phương đạt độ bao phủ mũi 3 cao nhất với 99,9%, huyện Ân Thi thấp nhất với gần 79%. Thời gian qua, số lượng người mắc COVID-19 tăng cao, chung với thời điểm cần tiêm mũi 3 dẫn đến tình trạng trì hoãn tiêm chủng. Một bộ phận người dân đã tiêm 2 mũi vaccine sau khi mắc COVID-19 và bình phục có xu hướng không tiêm tiếp mũi 3 vì cho rằng đã có miễn dịch tự nhiên. Vì vậy, ngành y tế đang đôn đốc các địa phương, rà soát và tích cực tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm mũi 3 theo đúng quy định, hướng dẫn. Bên cạnh đó, sẵn sàng tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi khi có vaccine được phân bổ.